trứng này các bạn ơi. Mình vớ được ổ trứng gà rừng các bạn ạ. Được 4 quả trứng gà rừng các bạn ơi. Đây này, ổ nó đây này. Đấy, các bạn thấy không? Giờ mình không biết là nó còn đẻ nữa không, nhưng giờ mình sẽ bắt vào mình nướng các bạn nhá. Giờ mình sẽ bắt 4 quả này mình vào mình nướng. Đây được 4 quả các bạn. Quá ngon luôn. Giờ mình sẽ cho mang vào mình nướng. Đã chín rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ ra để ăn nhé. Đây. Mình đã thấy nướng nó đã cháy rồi, chắc là chín rồi đấy các bạn. Đây các bạn ơi, mình đã nướng chín rồi này. Đã cũng bị một phần bị cháy rồi các bạn này. Mình cháy xám hết rồi. Đấy. Các bạn ơi, đây mình đã nướng cháy rồi này. Giờ mình sẽ bóc ra này. Mình ăn nhá. Ngon lắm các bạn ạ. Tổ này ngày mai mình ra kiểu gì cũng đẻ. Nó phải đẻ nữa. Vì bây giờ nó có đẻ được 4 quả nữa các bạn ạ. Mai mốt mình ra kiểu cỡ gì nó vẫn đẻ thêm. Vì gà giống gà rừng này nó hay đẻ lắm. Gà rừng này nó phải đẻ lên cả hơn chục trái cơ, chục trái đến hơn chục trái cơ, vì mình biết mà. Mình đợi 4 ngày nữa mình sẽ mình ra mình bắt tiếp. Vẫn còn. Nó vỡ chưa, nó cháy cả trứng này. Món gà rừng này nướng ăn ngon lắm. Ôi giòn. Cái lòng trắng của nó cũng giòn cơ các bạn ạ. Ôi dồi ôi, đây này, lòng đỏ này. Thôi các bạn ơi, hôm nay mình đi tình cờ thì mình cũng bắt được tổ gà rừng. Mình đi thăm vườn thì ra vườn cũng cách xa dân cư đấy các bạn ạ. Nên là mình cũng bắt được ổ gà rừng nó đẻ vừa ở bụi cây. Nên là bây giờ mình bắt vào mình vừa nướng xong mình cũng ăn xong rồi. Và bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Nhưng mình sẽ đợi con ổ gà rừng này nó sẽ coi như phải đẻ nữa các bạn ạ. Mình sẽ đến đợt sau nó đẻ nữa mình sẽ làm clip cho các bạn xem. Hiện giờ mình xin chào các bạn nhé.